Vì cần phải đem nghiệp chướng Của chính mình buông xả Nhìn thấu buông xả Đem nghiệp chướng của chính mình buông xả Quyết không tùy thuận tập khí của chính mình Không tùy thuận phiền não tập khí Tùy thuận giáo huấn của chư Phật Bồ Tát Tùy thuận tu hành của chư Phật Bồ Tát chúng ta ở ngay trong một đời liền có thể chuyển thân nghiệp báo thành thân nguyện lực ngay trong một đời liền có thể chuyển vấn đề là bạn hiểu hay không hiểu bạn biết hay không biết hiểu không hiểu là nói lý luận biết hay không biết là phương pháp bạn hiểu được đạo lý biết được phương pháp bạn liền biết chuyển khi bạn vừa chuyển liền được đại tự tại bạn ở cái thế gian này cũng giống như chư phật bồ tát vậy tùy duyên tự tại đây là bồ tát nói bất kế chúng khổ thiểu dục tri túc chư phật bồ tát thì hiện ở cái thế gian này có dục vọng hay không không có không có bất cứ dục vọng nào thân thể ở thế gian này tất cả tùy duyên Vậy mới là tự tại Chính mình muốn làm như thế nào như thế nào đó Thì không tự tại rồi Qua lại với tất cả chúng sanh Có thể hoàn thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Đối với tất cả chúng sanh Quyết không chút nào miễn cưỡng Bạn xem Thái độ của Phật Bồ Tát Giáo hóa chúng sanh Phật Bồ Tát chỉ là tận tâm tận lực hết lời dạy bảo đối với chúng sanh đích thực không hề có chút can thiệp đây là chúng ta phải học ngày nay chúng ta dạy học tại vì sao có thể sanh phiền não bởi vì bạn can thiệp học trò phật bồ tát vì sao không sanh phiền não các ngài không can thiệp học trò Tôi dạy bạn Bạn hiểu rồi, rất tốt Bạn không hiểu cũng tốt Tôi dạy bạn đoạn ác tu thiện Bạn chịu nghe, chịu làm, rất tốt Bạn không nghe, không chịu làm, cũng tốt Cho nên Phật Bồ Tát liền an vui Không sanh phiền não Ngày nay chúng ta dạy người Đây là tâm phạm phu Khuyên bạn tốt, bạn nghe rồi Bạn làm theo, rất hoan hỷ Hoan hỷ là phiền não Nói cho bạn nghe, bạn nghe rồi không chịu làm, vẫn cứ là làm ác, trong lòng liền rất không vui, đó cũng là sanh phiền não rồi. Đây là cái gì? Đây là không thể tùy duyên. Phật Bồ Tát tùy duyên, cho nên không sanh phiền não. Nhất định phải nhìn thấu. Chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, không phải một đời được độ. Chúng ta thì giận không thể một đời này độ hết chúng sanh So với nguyện lực của Phật Không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần Tự tìm phiền não Phật Bồ Tát độ chúng sanh Rất có tâm nhẫn nại Nghe đời này không thể được độ Không hề gì Đời sau lại tiếp tục Đời sau vẫn không thể được độ Thì đời sau nữa lại độ tiếp Phật Bồ Tát có thể đợi đến Vô lượng kiếp sau để độ bạn Đến lúc nào đó bạn chịu nghe lời Nghe liền thị hiện Khi bạn không chịu nghe lời Không chút nào miễn cưỡng Chúng ta phải học cái bản lĩnh này Liền có thể tự tại tùy duyên Nếu không mà nói Chắc chắn bạn sẽ không được tự tại Bạn sẽ không được thanh tịnh Bình đẳng giác Tâm của bạn không thanh tịnh tâm của bạn không bình đẳng chính mình không được thanh tịnh bình đẳng giác làm sao có thể giúp người khác khi giúp người khác thì quá có hạn rồi đồng tu chúng ta nhất là đã phát tâm xuất gia không thể không hiểu cái đạo lý này bạn chân thật đem những đạo lý này làm cho rõ ràng làm cho tường tận rồi buông xả phiền não tập khí của chính mình tùy thuận tâm hành của Phật Bồ Tát. Chúng ta ngay trong đời này thật có thành tựu. Quyết định phải thiểu dục tri túc. Tri túc không phải nói đời sống của ta có thể qua được thì tri túc, đây vẫn là không tri túc. thế nào chân thật gọi là tri túc hằng thuận tất cả chúng sanh trong tùy duyên quyết không khởi tâm đồng niệm bạn chân thật tri túc khởi tâm đồng niệm thì không tri túc tri túc thì làm sao khởi tâm đồng niệm sẽ không tính toán cái này có cái kia có không hề tính toán có cũng tốt không có cũng tốt tất cả đều tốt